Công ty VNG sẽ có nguy cơ bị cắt hợp tác bởi chính chủ Roblox. Đây hoàn toàn là thông tin có thể xảy ra trong thời gian sắp tới nha mọi người. Trong thời gian qua thì chắc mọi người cũng nghe rất là nhiều những tin tức về việc là liên quan đến việc là đã có thêm một quốc gia cấm Roblox ở trên khu vực cũng như là lãnh thổ của họ. Và không ai khác, cái quốc gia này có tên là Brazil. Thì các bạn đang xem video này chắc cũng không thể nào quên về việc là trong một khoảng thời gian ngắn, cách đây không lâu thôi các bạn, cỡ mấy tháng ấy, thì có một quốc gia đã cấm Roblox và điều này đã khiến cho những người chơi của quốc gia này cảm thấy vô cùng bức xúc, thậm chí là còn nổ ra một cuộc biểu tình không hề đơn giản. Và đương nhiên là các bạn cũng biết rồi ha, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia mà mình muốn nói đến trong cái video này. Tuy nhiên thì các bạn có biết được rằng là những cái quốc gia này sau khi mà cấm Roblox xong rồi ấy thì nó cũng đã để lại một cái ảnh hưởng cũng như là một sự cũng như là thay đổi rất là lớn đối với những người chơi trong cộng đồng Roblox Việt Nam nói chung cũng như là nói riêng nha mọi người. Đa số mình thấy các bạn sau khi mà nghe được cái thông tin về việc là Brazil sau khi mà có thông tin cho rằng là họ đã chính thức cấm Roblox ở trên lãnh thổ của họ và khiến cho những người chơi của quốc gia này không thể nào chơi được Roblox một cách bình thường được nữa. Tuy nhiên xảy ra sao nếu mình nói với các bạn rằng là việc Roblox và những người đứng đầu của họ đã chính thức bị cấm vĩnh viễn cho đến thời điểm này bởi những người thuộc chính phủ của Brazil là một việc có thể ảnh hưởng đến những người chơi Việt Nam vô cùng lớn luôn đấy. Cụ thể nếu mọi người không biết thì có một thông tin cho rằng Brazil và Việt Nam là hai quốc gia mà có thể nói là có số lượng người chơi đông đảo nhất của Roblox, và cái thống kê này đã được chính CEO của Roblox có tên là David Baszucki đã phát biểu trong một cái sự kiện cũng tầm khoảng 2-3 năm trước ấy mọi người. Và nếu mọi người tìm trên mạng thì chắc là mọi người cũng thấy được cái số thống kê này nó chính xác như thế nào, mà cũng không cần phải tìm đâu mọi người ạ, bởi vì chính CEO của Roblox là David Baszucki đã lên tiếng về cái tầm quan trọng của những người chơi thuộc hai cái khu vực này, thì các bạn cũng đã có thể hình dung được là cái sự việc nó nghiêm trọng như thế nào rồi ha. Chưa kể đến việc là ngoài Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng thì những người chơi Việt Nam cũng có thể nói là đã và đang có một cái hoàn cảnh cũng như là một cái tình huống rất là éo le. Khi mà chúng ta có thể nói với nhau rằng là nếu mà không có VNG thầu Roblox về thị trường Việt Nam thì có lẽ như là những người chơi nào thuộc khu vực Việt Nam nói chung ấy thì cũng không thể nào chơi được Roblox một cách bình thường được nữa. Thậm chí cũng không ngoài trừ khả năng là Roblox cũng có thể nói là bị loại bỏ ra khỏi cửa hàng ứng dụng chơi game của Việt Nam luôn ấy. Xong mọi người chắc cũng đã trải nghiệm cỡ gần mấy tháng nay thì cũng đã biết rồi ha. Việc VNG thầu Roblox về thị trường Việt Nam là một điều gì đó rất là đáng mừng. Tuy nhiên cũng phải nói với nhau rằng là ai thầu chứ việc VNG thầu Roblox thì có vẻ như là nó cũng không được hay cho lắm và cũng không được sự ủng hộ quá nhiều. Bằng chứng cho việc này là cỡ mấy ngày trước, mình nói là mấy ngày trước nha mọi người, thì mình cũng có thể nói là đã lên CH Play để mà tìm kiếm đa số là về cái thông tin là số sale của Roblox VNG ở trên CH Play ấy mọi người. Còn App Store thì hiện tại mình cũng không có nhiều thông tin cho lắm. Tuy nhiên là thời điểm đó mà mình vào Roblox VNG ấy ở trên cửa hàng CH Play thì mình thấy được rằng là quá là khủng khiếp khi mà số sale của Roblox VNG đó chính là 1,4 sale kể từ cái thời điểm mà Roblox VNG đạt được con số là 1,2 sao ấy mọi người. Đây có thể nói là một mức sao cực kỳ thấp đối với một tựa game mà có thể nói là có một cộng đồng lớn mạnh như là ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đối với những bạn trẻ ha, các bạn cứ tưởng tượng là 1,4 sao nó kinh khủng như thế nào khi mà thống kê cho thấy là cái app thấp nhất mà CH Play từng đón nhận ấy thì nó rơi vào khoảng là 1,1 sao mà thôi. Mà Roblox VNG có một cộng đồng lớn như vậy mà chỉ có 1,4 sao, đây có thể nói là một mức báo động không hề nhẹ luôn. Bởi thế mà chính vụ việc này nó cũng đã giúp mình liên kết khá là nhiều thứ để mình kể cho các bạn nghe. Đầu tiên là việc đó chính là với số sao thấp như vậy thì khả năng cao là Roblox VNG sẽ phải nỗ lực khá là nhiều nếu không có muốn gặp những vấn đề không đáng có trong tương lai. Và các bạn biết gì không, có một sự việc khá là trùng hợp luôn, là sau khi mà có thông tin cho rằng là Roblox ở Brazil đã bị cấm cửa bởi chính phủ của nước này thì vào thời điểm đó thì như các bạn cũng đã biết rồi đấy, Roblox VNG có thể nói là đang có một số sao cực kỳ thấp, cỡ 1,4 sao đổ lại mọi người. Tuy nhiên là sau khi mà cái sự việc này được tung ra rằng là Brazil đã chính thức cấm Roblox và những người chơi của quốc gia đó đã không thể nào chơi được Roblox một cách bình thường được nữa, và điều này cũng đồng nghĩa với việc là một trong hai cường quốc về Roblox chơi game ấy mọi người đã có thể nói là đã bị hao hụt đi một nửa. Tức là giờ đây chỉ còn có Việt Nam là quốc gia có thể nói là chơi Roblox đông đảo nữa mà thôi, sau khi mà Brazil đã bị cấm. Bởi thế mà một thời gian ngắn sau, cỡ hơn một ngày sau ấy mọi người, thì mình đã phát hiện ra rằng là Roblox VNG đã có thể nói là tăng sao một cách đột biến. Tính đến thời điểm mà mình quay cái video này đấy các bạn ạ, thì số sao của Roblox VNG ở trên cửa hàng CH Play đã từ 1,4 sao lên thành 3,2 sao rồi nha. Đây có thể nói là một mức tăng trưởng cực kỳ lớn, và mình cũng đã có thể nói là
đã đặt ra được một cái giả thuyết cho một cái hoàn cảnh rất chi là ảo ma này, rằng là việc Roblox cũng như là những người đứng đầu của họ, sau khi mà đã mất đi một cái quốc gia rất là tiềm năng về số lượng người chơi của mình, thì họ đã bắt đầu có thể nói là đổ dồn sự chú ý của mình vào thị trường Việt Nam, đối với những người chơi Việt Nam ha. Bởi vì nếu mà trong trường hợp ấy mà có thể nói là mất đi cả thị trường Việt Nam nữa, thì không chừng là Roblox sẽ rơi vào khủng hoảng về số lượng người chơi ha. Vì được biết là Việt Nam đóng góp khá là nhiều số lượng người chơi mỗi ngày cho tựa game này. Mọi người cứ vào một con game bất kỳ thì không chừng là ở trong server đó có 10 người thì có đến tận là 8 người là người Việt Nam không chừng ấy. Bởi thế nên chúng ta có thể thấy được rằng là tầm quan trọng của những người chơi Việt Nam đối với Roblox là quan trọng như thế nào. Cho nên là việc Roblox VNG đã có thể nói là gặp khó khăn trong việc lấy được sự ủng hộ của người chơi đã khiến cho Roblox có thể nói là suy nghĩ rất là nhiều, cũng như là bắt đầu để ý về việc là sự hợp tác giữa công ty VNG và bản thân mình là Roblox có thực sự đi đến những thành công mà họ mong đợi hay không. Bởi thế nên là có thể nói là mình đặt ra cái giả tưởng rằng là sau khi mà thấy được việc những người chơi nào đã không có thể nói là ủng hộ Roblox VNG với số lượng sao cực kỳ ít ở như vậy, thì Roblox cũng như là những người đứng đầu đã có thể nói là yêu cầu VNG làm bằng mọi cách có thể nói là lấy được sự ủng hộ của người chơi, trước hết là phải có thể nói là tăng số lượng sao lên có thể nói là một mức tạm chấp nhận được, chứ để 1,2 sao hay là 1,4 sao như vậy thì tương lai nó mịt mù quá. Kết quả thì như các bạn đã thấy rồi đấy, từ một đêm 1,4 sao đến sáng mà nó lên thành là 3,2 sao với một mức tăng trưởng cực kỳ khủng khiếp như vậy thì rất chi là ảo ma luôn, và nó không hề tự nhiên một chút nào. Đặt trong cái hoàn cảnh mà Roblox VNG cũng không hoạt động quá nhiều trên các trang mạng xã hội trong thời gian gần đây, chẳng hạn như là Facebook ha, chẳng có một chút bài đăng nào về việc như là sự kiện các thứ ấy mọi người, để có thể nói là tăng sao như cái cách mà họ từng làm trước đây. Bởi vậy mà không có cái gì kẻ mà cũng tăng sao như vậy thì rất chi là ảo ma. Bởi thế cho nên là nếu trong cái tình huống và trong cái trường hợp rất chi là khó khăn cũng như là yếu lên nhất, tâm tối nhất, thì nếu mà cái tình trạng về số sale cũng như là cái mức đánh giá cũng như là sự ủng hộ của những người chơi ở thị trường Việt Nam mà không thể nào tăng thêm một đợt nữa với những cái đóng góp cũng như là cái sự tích cực nhất định có thể nói là theo kế hoạch cũng như là mức độ chấp nhận được của Roblox, thì có một nguy cơ và khả năng rất là cao là công ty chính của Roblox sẽ suy nghĩ về vấn đề là có nên hợp tác với VNG nữa hay không. Đặt trong cái hoàn cảnh mà có thể nói là Brazil vừa mới bị cấm xong, một quốc gia có thể nói là song song với Việt Nam là một trong những khu vực có nhiều người chơi nhất đối với tựa game Roblox này nói riêng, giờ thì tựa game này chỉ còn duy nhất Việt Nam mà thôi. Cho nên là việc trước khi mà có thể nói là bàn bạc rất là kỹ lưỡng cũng như là thỏa thuận các thứ đối với chính phủ Brazil xong, thì việc những người đứng đầu hay là những người chịu trách nhiệm đối với Roblox phải có thể nói là chú tâm hơn vào thị trường Việt Nam, có thể nói là để không có thể nào là mất đi một cái thị trường tiềm năng thêm được nữa. Cho nên là nếu mà cái tình trạng số sale cũng như là sự ủng hộ không được cao cho lắm như thời điểm hiện tại, vẫn còn tiếp diễn cho đến tương lai ấy, thì như mình đã nói rồi đấy, rất có khả năng cao là Roblox VNG sẽ còn có một cái tên khác nữa, chẳng hạn như là Roblox Garena vân vân. Nói chung là Roblox sẽ tìm đủ mọi cách để có thể nói là giữ vững được cái sự ủng hộ cũng như là sự tích cực đối với tựa game của mình ở trong thị trường Việt Nam, để có thể nói là không thể nào mất đi một thị trường tiềm năng thêm được nữa sau khi mà Brazil có lệnh cấm như vậy. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay, và đã kết thúc video này. Các bạn thấy cái video này nó như thế nào thì hãy comment xuống dưới video này, cũng như là để lại cảm xúc của bạn bên dưới video này để mình và các bạn khác cùng biết với nha. Còn bây giờ thì bye bye, và mình chúc các bạn một ngày tốt lành. Mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.